Sư, sư có một số pay có số lượng người theo dõi đông có đăng nói lên một quan điểm tìm phật ở đâu xa mẹ chính là phật và co, theo con thì cái quan điểm này không đúng và con không biết phải giải thích ra sao Ad của pay nói theo quan điểm này phật tử đã hiểu sai hoàn toàn về lời phật dạy cũng như ý nghĩa mẹ là phật bà nghĩ sao khi thiền sư nhất hạnh nói chúng ta đói mà có người đem cho ta một miếng thức ăn đó là Phật hoặc trong đêm gió rét nếu có ngọn lửa để ta sưởi ấm thì đó chính là Phật đừng bó buộc Phật trong một hình thể nhất định Phật không nằm ở đó thì liệu con có hiểu đúng hay họ hiểu đúng vì không hiểu rõ về Phật thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng nên con mong sư giải thích rõ về vấn đề này thì uh... À, sư chánh tâm rất là thích à, thú đối với câu hỏi này. Nên là sư chánh tâm cho con cho, trước. Câu, cho câu hỏi. <laughs> đây đây đây. Cái câu này thú vị quá trời luôn. câu này hai phần chia hai phần uh, thứ nhất là Phật là mẹ, thứ hai là uh, bố thí uh, trong lúc uh, học thời uh, là Phật thì câu này chia làm hai. Thì uh, trong này bạn có nói là À, theo con quan điểm này uh, phật tử hiểu sai hoàn toàn uh, đây là tôi nhắc quý vị nghe um, mình học kinh mình coi đạo mình theo đạo á cái gì mình uh, theo theo kinh theo phật cái đừng theo mình nha uh, bạn uh, theo uh, theo tôi theo đâu uh, đây là cái thói quen theo đâu mất <laughs> theo con uh, ABG nói theo quan điểm này phật tử hoàn toàn theo con thì cái quan điểm này không đúng Các bạn theo bạn cho tôi Tôi theo kinh nha bà <laughs> Thì á Tìm Phật ở đâu xa Mẹ chính là Phật Trước tiên Mình định nghĩa Phật là gì Rồi mình sẽ thấy Cái, cái câu này nó sai Nó đúng Trong kinh định nghĩa Phật Bút tha tí Cháu thu sách trá bút tha là người giác ngộ tứ thánh đế không thầy chỉ dạy Rồi có ba có ba hạng phật thứ nhất là samma sambuddha là phật chánh đẳng chánh giác hay là phật toàn giác thứ hai là bách chia cá bút thá nó là phật độc giác và thứ ba là sao cá là tinh văn giác những ai có nghiên học vô lý đó, học về bồ tát phật bên nam truyền theo đa đó thì mình thấy được cái sự thành đạo của Đức Phật nó khổ công cỡ nào để thành một vị Phật Đức Phật Đức Bồ Tát nhưng mà ngài ngồi dưới không bồ đề ngài chứng thắng ma vương để ngài thành một chánh đẳng chánh giác thì lúc này cái Phật mới xuất hiện trên thế gian còn á trong kinh trong kinh Đức Phật ngài ám chỉ mẹ như cái gì thưa quý vị Đức Phật ám chỉ mẹ như Phạm Thiên bởi vì Phạm Thiên có từ bi hỷ xã tìm mẹ một người mẹ đối với người con cũng có từ bi hỷ xã đối với người con Phật là Phật mà mẹ là mẹ hai cái này không đánh đồng được thì Phật vĩ đại hơn người mẹ rất là nhiều Đức Phật ngày vượt trội ngày siêu sức tâm giới đi ghép vào mẹ là mình đang, mình không cái này mình không có đang nâng người mẹ lên rồi mình đang phỉ bán của Đức Phật cho nên nói rằng tìm Phật ở đâu xa mẹ chính là Phật là nói câu này rất là sai nhưng những sai mà mình có tội luôn đó quý vị tại vì mình đang hạ Đức Phật xuống mình đang nói không đúng gì một vị Phật chánh đẳng chánh giác mình đang nói không đúng về vị về, về Phật thì, thì xác nhận ở đây là câu này là sai nó không có đúng về nào, theo giáo lý của Đức Phật theo uh, trong kinh rõ ràng sự định nghĩa phật là gì và định nghĩa mẹ trong kinh đức phật thì so sánh mẹ là mẹ là phạm thiên mẹ như phạm thiên chứ không phải mẹ như phật được nếu mẹ như phật thì nó đâu có được nữa. phật là một vị uh, siêu sức tâm giới một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thời gian là rất là khó làm sao mà so sánh như vậy được so sánh như vậy là nó quá lố còn cái, cái phần thứ hai đó là một người đem đến thức ăn uh, trong lúc uh, đói hay là uh, đem lửa sự ấm uh, trong lúc chúng uh, ta rét là chính là Phật thì này là một cái, cái sự suy luận rất là chủ quan bởi vì uh, nếu là cái hành động hai hành động này nè dù mình đói đó ai đem lại giúp mình cái cái em mì hay là cái gì thì Phật thì nó quá dễ tại vì biết á một vị Phật mình để thành đạo á uh, trong thời kiếp lưng hồi bún đăng kiện trăm ngàn để kiếp á ngày bố thí thân mạng luôn chứ đâu phải bố thí một hạt cái trong đại phật sử mà hai văn xá đó thì có chú giải có nói là nội mà riêng về cái cái phước bố thí của đức phật khi mà ngày trong quá trình ngày tạo ba la mật á, bốn tăng kỳ trăm ngàn để kiếp đó. cho dù bây giờ cẩm tất cả những cái phước báo của tất cả chúng sanh lại nó cũng không bằng một phần hai cái phước báo của uh, khi mà đức phật ngài làm bố thí thôi bố thí cỡ đó là thấy bố thí bậc thượng bậc trung bậc hạ và làm hết bố thí thân mạng thì một cái bố thí có chút đỉnh đó thì cái đó là thuộc về cái uh, sự bố thí gọi là trong kinh uh, gọi là bố thí lúc cần thiết bố thí lúc khó khăn đó lúc khó khăn mình đói ai trời mình một cái miếng ăn gì đó Tôi kêu bằng là đem uh, lửa lại trong lúc rét đó là sự bố thí hợp thời thì cái quả này nó cao thượng hơn hơn là sự bước thí bình thường một chút chứ không có vậy đâu phải là phật phật không phải làm nữa quý vị phải hình dung được phật là một cái vị khi mà lần bồ tát tôi sức khấu gì tôi <laughs> muốn chết Tu không kịp thở còn sống là còn tu còn hơi thở là còn tu còn làm ba la là mật để vậy bốn tăng kỳ sao vị này đắc a -la thành một vị phật còn phật còn cái sự định nghĩa này là định nghĩa mù quáng một sự định nghĩa chủ quan khi mà không có gành kinh điển ở đây á sư không có cố tình để chỉ trích một cái người nào một vị thiền sư nào cả mà ở đây là sư đem kinh điển để sư nói ở trong cái cái bài hôm nay là cái câu này tại vì á cái câu này mà nếu mà hiểu không đúng là nó rất là tai hại mình nghe mình thấy có lý nhưng mà cái gì có lý chưa chắc gì cái đó đúng hiểu đây là sai hoàn toàn sai luôn cho nên ví dụ mình nâng mà mình gọi là kêu mà uh, nâng lên cái 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 cơ cái, 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 cái ơn nghĩa của mẹ đó thì thật ra đó trong bà kinh ca tỷ la vệ nó cái nó có thú đức phật đã giải hết rồi hoặc là mình thấy mình thấy đại, đại biểu là đức phật khi mà đức phật ngài ngài về ca tỷ la vệ để ngài độ uh, vua cha tức là vua uh, Ờ, nhắc tư tịnh phạn để mà là đắc đậu quả mới đầu là đắc tu quần sau nó trong 7 ngày còn kiếp sống cuối 7 ngày nữa là mất là, là tuổi thọ còn 7 ngày thôi thì ngày tiếp pháp liên tục 7 ngày để đi vô tịnh phạn đắc đạo từ ngày mới lên cõi trời đạo lợi ngày ngựa trở để ngày thiết cái tạng vi pháp mà bà Phật mẫu Mahamaya đó. Mahamaya lúc đấy tái sanh làm vị chư thiên nam mới đi xuống nghe tạng trên cõi trời đầu xuất mới đi xuống nghe đắt đầu quả tôi hoàng cái cái chuyện mà mình tri ân cha mẹ đó, không phải là cái chuyện mình nâng bốc mẹ lên mà chuyện mình làm thực tế cái vị mà Đậu được cha mẹ vô chùa Tòa tâm bảo thôi vì đủ rồi cho nên mà ví von nó nó ta nghe ta cười chết Phật là mẹ hay là à, gì là nó quá trời là một cái định nghĩa rất là chủ quan tại vì rất là rõ ràng trong kinh Phật ngài, ngài nói là mẹ như Phạm thiên thì xài câu đó Phật nói rồi thì xài đi đừng có chế ra thêm rất là mệt là mấy anh mấy mấy anh mình á hay 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 cố tình hay hoặc là vô tình do không hiểu kinh điển cho nên uh, bắt đầu uh, mò mò lấy nói thêm, Nó nghe nói thiếu gì mình vậy đó, thấy có lý, thiệt cũng đứng, nếu mà không tôi mà nếu mà mình nghĩ hai uh, chục năm rồi năm mười năm gì trước mà chúng tôi không có học giáo lý của uh, giáo lý cho nhiều, cho hiểu biết á, uh. giờ đọc vô cái câu Phật là mẹ rồi, cho than trong lúc rét rồi, là Phật nghe thấy luôn quá hay quá có lý, mà có lý chưa chắc gì đúng, vì <laughs> hoàn toàn nó sai khác với định nghĩa trong kinh. À, nếu như mà mình thay đổi một tí xíu thì cái câu này nó quá tuyệt vời tức là gì à, mình thay cái mình thay cái định nghĩa thay cái mẹ vào ở đây à, ví dụ như à, này lúc ta đói mà có người đem cho ta miếng thức ăn đó là mẹ đấy hoặc trong đêm gió rét nếu có người có một ngọn lửa để ta sửa ấm thì đó chính là mẹ đừng bó buộc mẹ trong một hình thể nhất định mẹ không nằm ở đó thì nếu như mà mình chỉ đổi một chữ thôi thì trong trường hợp này sư tạm chấp nhận ha mình đổi phật bằng mẹ đổi cái chữ phật bằng chữ mẹ thì cái câu này nó quá tuyệt vời bởi vì đó là cái sự thể hiện của gì của tâm từ và cái lòng tri ân tức là mình nhìn đâu mình cũng thấy mẹ hết trơn á nó quá tuyệt vời một cái câu tuyệt vời như vậy mà mình chỉ cần mình sai có một ly thôi là mình đi một dặm liền ổn chứ còn theo sư mà cái này mà đổi thành cái chữ mẹ là quá tuyệt vời rồi, <laughs> <laughs> rồi tiếp